chiếc đồng hồ phù hợp cho anh em có 2 sừng. Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Phải nói chúng ta phải nể phục Casio vì họ luôn biết cách thu hút được người dùng. Rất là nhiều sản phẩm và nhiều phân khúc giá khác nhau, nhưng mà mỗi dòng sản phẩm lại phục vụ cho những nhu cầu nhất định riêng cho từng người. Nếu các bạn từng nghĩ là một chiếc siêu sóc giá rẻ thì nó sẽ không có những chức năng gì đặc biệt, nó không có cái gì mà thu hút chúng ta hết, nhưng mà các bạn đã sai rồi đó. Vì ngày hôm nay mình mang cho đến các bạn một chiếc G-Shock G2009F. Đây, chiếc đồng hồ này sẽ có những chức năng cực kỳ bá đạo nhưng mức giá lại vô cùng là rẻ. Và bây giờ mời các bạn cùng mình tìm hiểu em nó nhé. Thì ở đặc điểm đầu tiên các bạn nhìn vào thì cái phiên bản G2009F này, đa phần chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ bằng nhựa là chủ yếu hoàn thiện, từ phần vỏ cho đến phần dây là nhựa. Với kích thước size mặt của nó là 52.4 x 45.9 mm và độ dày của nó là 16.9 mm. Chiếc đồng hồ này có tổng trọng lượng là 58 g, cũng khá là nhẹ đối với các bạn có cổ tay nhỏ. Và đây cũng là một trong những chiếc đồng hồ mà mình sẽ ưu ái giới thiệu cho các bạn, đối với những các bạn có những cái cổ tay nhỏ hay các bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một chiếc đồng hồ nhỏ gọn phù hợp với nhiều loại trang phục. Và mình có thể gọi cái dòng G2009 này đây là một chiếc đồng hồ unisex, tại vì nam hay nữ đều đeo nó rất là đẹp và rất là hợp. Về mặt trước của chiếc đồng hồ, các bạn sẽ ấn tượng đầu tiên bởi những cái khung G phần vỏ này, nó sẽ bảo vệ cái phần màn hình bên trong. Cái phần màn hình này sẽ thụt sâu vô trong, và các màn phần kính của cái mặt đồng hồ này được Casio trang bị cho nó là mặt kính khoáng như bao người anh em khác của nó. Chiếc đồng hồ này có khả năng chống nước ở độ sâu 200 m và khả năng chống lập rất là tốt. Nhìn vào màn hình bên trong, mình sẽ chia phần màn hình này làm 3 phần. Phần thứ nhất là màn hình chính ở vị trí phía dưới cùng, cũng là phần màn hình lớn nhất. Ở phần màn hình này sẽ cho anh em biết được là thứ, giờ, phút, giây, ngày, tháng. Ở phần màn hình ở phía góc 11 giờ sẽ là một ô tròn. Thì ô tròn này sẽ chia ra nhiều vạch giúp anh em có thể xác định được thời gian đã trôi qua khi anh em sử dụng những chức năng tính giờ thể thao. Và kế bên nữa là sẽ có hai cái phần màn hình nhỏ khác cũng chia thành nhiều vạch. Ở hai phần màn hình này sẽ có cái kiểu dáng như là vây cá mập, nó đúng hơn là nhìn như giống hai cái sừng đúng không? Chiếc đồng hồ phù hợp cho anh em có 2 sừng. Về phần nút bấm được trang bị chiếc đồng hồ thì Casio trang bị cho cái mẫu G2009 này là bao gồm có 5 nút cơ bản. Nút thứ nhất ở vị trí gối cuối cùng có hình chữ G này, đây là cái nút đèn. Và khi các bạn nhấn giữ lâu nút đèn này thì chiếc đồng hồ sẽ kích hoạt cho các bạn chức năng là Auto Light. Đèn sẽ tự động sáng khi các bạn nghiêng tay một góc 40 độ. Ngoài ra, 4 nút chức năng cơ bản khác được bố trí dọc hai bên rìa của chiếc đồng hồ, bao gồm cái nút Mode, Adjust, Reverse và Forward. Và đó là những điều sơ qua về đặc điểm thiết kế cũng như bên ngoài của chiếc đồng hồ này. Về bên trong của chiếc đồng hồ này thì mình ấn tượng nhất mà video này mình muốn làm để nói cho các bạn biết là công gồm có 2 điểm. Điểm thứ nhất đó chính là pin của chiếc đồng hồ này có thể hoạt động được đến 10 năm, tận 10 năm, rất là lâu, và các bạn có thể thoải mái sử dụng chiếc đồng hồ mà không phải quá bận tâm về chiếc đồng hồ mình hết pin. Nhưng mà cũng có một lưu ý nhỏ nhỏ của mình dành cho các bạn là nếu các bạn sử dụng một thời gian cũng khoảng 2-3 năm hay là 4 năm gì đó, các bạn nên đảm bảo các bạn nên thay pin chiếc đồng hồ này một lần, thay pin định kỳ để đảm bảo chiếc đồng hồ chúng ta vẫn hoạt động một cách tốt nhất và tránh những sai số, những sai sót không đáng có. Cái điểm thứ hai cũng là một trong những đặc điểm mà mình ấn tượng nhất trên mẫu G2009 này, đó chính là chức năng e-data. Những anh em nào mà chơi đồng hồ Casio mà phải gọi là từ thời chiếc kim, gọi là những thời thượng cổ của Casio, thì anh em sẽ biết được cái chức năng e-data này ở tích hợp trong những chiếc đồng hồ Casio mà thuộc dòng data băng. Thì e-data này sẽ giúp cho anh em có thể lưu giữ được một số dữ liệu, những đoạn code nho nhỏ, những đoạn link nho nhỏ, những đoạn link ít nho nhỏ trong chiếc đồng hồ. Và chiếc đồng hồ có giúp cho anh em có thể lưu được mật khẩu đối với những tài khoản mà anh em không nhớ, khoảng ít. Và để hướng dẫn kỹ hơn về cách sử dụng cái phần chức năng e-data này, mình sẽ dành riêng một video để nói về chức năng này và hướng dẫn các bạn sử dụng trên chiếc đồng hồ này luôn nhé. Và nói về những chức năng còn lại thì chiếc đồng hồ này cũng được trang bị tương tự như một chiếc đồng hồ G-Shock cơ bản khác. Các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với tích hợp giờ thế giới với 31 múi giờ của 48 thành phố lớn. Các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ có khả năng bấm giờ thể thao, điểm ngược, báo thức, nhắc giờ. Và như tính năng mà lúc nãy mình có nói là chức năng Auto Light Cup để mình đi mưa. Và bây giờ
Nếu anh em có bất kỳ những thông tin thắc mắc hay những cái đóng góp sắp tới cho video thì các bạn có thể để lại bình luận phía dưới. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Cùng nhau ra hái chiều, lấp lánh ánh sáng phản chiếu khắp nơi như là đang đón mình. Sản phẩm chín hàng xe giúp các anh phong độ thêm sáng ngời.